Năm 2023 trước công nguyên, triều đại MHT, một thời kỳ đầy uy nghi và trang nghiêm với tổng dân số là 1.551 người, trong đó đàn ông chiếm 72,9% và phụ nữ chiếm 27,1%, sinh sống chủ yếu tại 22 tỉnh lỵ. BR Sẹt Sinh, Mèn Tè Nừng, SAD, HSS, EETF, M và Di. Điều đặc biệt là ở triều đại này có rất nhiều dân cư ngoại quốc nhập tịch Việt Nam với số lượng là 40 người trên tổng dân số. Người đứng đầu triều đại MHT là vị vua A Tuấn lưu danh với nền văn minh vô cùng lịch lãm. Tuy nhiên, trong lòng vua A Tuấn có một điều khao khát bất tận, niềm hy vọng về một thái tử, một người con trai sẽ nối tiếp triều đại và bảo vệ vương quốc. Với sự tham gia của các diễn viên Ngô Anh Tuấn, HR Transformation Lead, chủ tịch công đoàn MHT trong vai hoàng đế A Tuấn. Hướng Võ Diệu Thu, giám sát cấp cao đối tác chiến lược nhân sự trong vai Từ Thu Thái Hậu. Dương Thị Hậu, giám sát đối tác chiến lược nhân sự trong vai Hoàng hậu. Đỗ Bá Tuấn, giám sát trưởng thu hút nhân tài trong vai Đỗ Thái Sư. Nguyễn Thị Thúy, cán bộ đối tác chiến lược nhân sự trong vai Thúy Phi. Trần Thị Phương Thanh, cán bộ đối tác chiến lược nhân sự trong vai Thanh Phi. Trần Thị Khánh Linh, cán bộ đối tác chiến lược nhân sự trong vai Linh Phi. Đặng Thùy Dương, trợ lý thu hút nhân tài trong vai Dương Phi. Cùng các diễn viên, Bàn Thị Hợp, giám sát đối tác chiến lược nhân sự trong vai Bàn Công Công. Triệu Thị Chiều, phó chủ tịch công đoàn trong vai Triệu Thái Y. Kiều Bích Diệp, cán bộ đối tác chiến lược nhân sự trong vai Diệp Ma Ma. Khắp triều đại trội lên tin đồn về sự mong đợi của vua và những gia đình quý tộc, những bậc thầy phong thủy đều muốn con gái mình được chọn làm phi để sinh cho vua một thái tử hậu duệ mạnh mẽ và quyền lực. Cuộc tuyển chọn trở thành một sự kiện trọng đại và được kỳ vọng bởi cả triều đại. Phi và các nàng phi tài năng, vẻ đẹp xuất chúng đến từ khắp nơi. Những cuộc thi đã được tổ chức để thử thách tinh thần và trí óc của những phụ nữ xuất sắc nhất. Sự kiện này không chỉ là dịp để chọn lựa phi tài mà còn là dịp để chứng minh khả năng, năng lực và tư duy của họ. Chúng ta sẽ theo dõi cuộc hành trình của những nàng phi tài năng bước vào thế giới nội cung đầy trở thách thức và cạm bẫy. Liệu ai sẽ là người được chọn và câu chuyện sẽ diễn ra ra sao khi một người phụ nữ nhận trách nhiệm trở thành phi để mang lại niềm vui cho vua và triều đại. Hãy cùng theo dõi những diễn biến hấp dẫn của câu chuyện này thông qua tập phim tái hiện mang tên Hậu cung săn rồng